Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Một cửa hàng pháp khí lớn nhất của Linh Xảo Tông ở trong Nhạc Châu Thành bị người ta cướp đoạt. Tất cả pháp khí đều bị cướp sạch, cửa hàng cũng bị một cây đuốc thiêu rụi. Nữ trưởng quỹ phụ trách quản lý cửa hàng và trưởng lão Kim Đan hậu kỳ tọa trấn nơi đây bị đánh gần chết, sau đó bị lột sạch quần áo treo trên cửa thành. Cứ như vậy, một cửa hàng pháp khí lâu đời ở trong Nhạc Châu Thành đã mở mấy trăm năm qua bị phá hủy. Khổ Hải Vân gia có một tiểu bối kiệt xuất, được khen là tiểu kiếm thần trúc cơ cảnh. Lúc ở dưới thác nước xem nước ngộ kiếm, bị người ta dùng một cây gậy đánh ngất xỉu. Quyền kiếm kinh trên người bị người cướp đoạt đi, bảo kiếm so với tính mạng còn chân quý hơn cũng bị bè thành hai đoạn. Tức giận nhất chính là đường đường thiên kiêu chi tử lại bị người ta treo ở một cái cây. Cả người trần truồng, chỉ còn lại có chiếc quần cộc. Cứ như vậy bị treo một đêm ở trên cây, đến khi có người phát hiện ra thì đã là ngày hôm sau. Sau đó tin tức truyền ra, thì hắn đã được cứu tỉnh, nhưng đạo tâm bị phế, cầm kiếm không nổi. Một hạt giống tốt như vậy đã chết yểu. Vân gia nhất thời giận dữ, xuất động một vị trưởng lão kim đan viên mãn, muốn tìm ra người kia để báo thù. Một chỗ nuôi linh thú của Tống gia bị người cướp đoạt, người đó thả toàn bộ linh thú quý giá ra, không chờ một con nào. Thứ duy nhất còn lại chính là một mảnh tro tàn cùng với một đống xương đã gặm hết. Sau đó đám xương kia lại được giám định là xương của thôn Thiên Giao, linh thú quý báu nhất của Văn gia gửi nuôi trên ngọn núi này. Vị trưởng lão thích nuôi kỳ chân dị thú của Văn gia lập tức ngất xỉu. Khi tỉnh lại đã là cầm kiếm đi loanh quanh khắp núi tìm người liều mạng. Quá mức, thực sự là quá mức rồi. Những linh thú này là trăm năm tâm huyết. Ngoài ra còn có đan phường của Tống gia, thuần dương đạo phù quán, linh dược phường của Nhất Khí đạo. Có chút tổn thất không có gì to tát, nhưng cũng có một chút khiến người ta đau lòng tới mức đòi mạng. Đến bây giờ vị trưởng lão chuyên môn nuôi linh thú của Văn gia vẫn ở nằm trên giường, đường đường là kim đan cường giả lại bị người ta làm tức giận đến mức trọng bệnh, nôn ra 3 lít máu không bò dậy nổi. Các loại sự kiện ác liệt xảy ra tầng tầng lớp lớp. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Bắc vực thần châu thậm chí có một loại cục diện khiến cho lòng người bàng hoàng. Các cửa hàng đều cẩn thận kinh doanh, mỗi khi có gió thổi cỏ lay liền đóng cửa hàng, kinh doanh bị ảnh hưởng lớn. Mấy đại tông môn họp lại, sau khi trải qua thương nghị, tất cả đều nhận định là có thể thế lực lớn dùng thủ đoạn lôi đình muốn đả kích cơ nghiệp của mấy nhà. Bọn hắn cho rằng lần này đối phương xuất động không ít hơn 30 tên kim đan cao thủ, nếu không phải vậy căn bản không thể nào làm được mãnh liệt cùng gọn gàng như vậy. Thậm chí có người đoán chuyện này do tu sĩ Nam Chiêm làm. Bởi vì những người nhà gặp cướp như là Thuần Dương Đạo, Âm Linh Đạo, Linh Xảo Tông cùng với pháp khí Tống gia Cự Dương Thành, Khổ Hài Kiếm Đạo Vân gia, Liễu Châu Phù Triện Văn gia đều từng góp sức trấn áp tu sĩ Nam Chiêm. Hơn nữa có người nói cái tên tu sĩ cướp bóc cũng nói giọng Nam Chiêm giữa các loại manh mối. Có người nói tu sĩ Nam Chiêm không cam lòng khinh mệt nên đã khởi xướng một lần phản công ngọc đá cùng vỡ. Chỉ có điều sau khi điều tra lại phát hiện hết thảy tu sĩ Nam Chiêm vẫn luôn an phận trước sau như một, hoàn toàn không có thác hiểm nghi. Chuyện này không khỏi khiến cho bọn họ kinh ngạc. Chẳng lẽ có đại thế lực ngoại vực lặng yên tiến vào vùng này sao? Nhưng làm sao chính mình lại không có phát hiện? Một bộ phận tu sĩ nhận định nhất định là đối phương không muốn lưu lại dấu vết nào, xuất động càng nhiều người sẽ càng dễ để lộ sơ hở. Nhưng tất cả tai mắt tông môn phái ra điều tra đều không thể phát hiện. Vậy mà đối phương thực sự không để lại một điểm manh mối. Thứ duy nhất có thể xác nhận chính là từ khẩu âm mà đối phương sử dụng có thể phán đoán ra hắn là tu sĩ Nam Chiêm. Cùng với bên cạnh người còn có một con kim ô mập ú đi theo. Sau khi góp nhặt các manh mối lại, chúng tu sĩ không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào tất cả sự việc đều do một người làm sao? Trong 3 ngày ngắn ngủi, một người gây ra tin đồn. Cái này có được bao nhiêu bản lĩnh chứ? Mấy đại tông môn đều ngồi không yên. Trời lật rồi, đến tột cùng ai to gan như vậy, dám làm càn ở Bắc vực thần châu? Tìm, nhất định phải tìm ra hắn. Linh Xảo Tông, Văn gia, Tống gia, Vân gia, thậm chí Thuần Dương Đạo đều phái người đắc được nhất điều tra việc này. Nhưng cũng vô dụng. Gia hỏa kia đi tới như gió, xuất quỷ nhập thần. Người điều tra vừa nhào tới một địa phương, sản nghiệp ở một nơi khác đã bị đánh cắp. Vật đáng tiền có thể mang đi đều bị mang đi hết. Nếu không lấy được thì nện vỡ, nện không vỡ thì đốt. Thiên kiều ra ngoài bị chặn đường phế bỏ, nếu không chặn được
sẽ bắt tiểu tình nhân hắn nuôi ở bên ngoài đưa đến cửa sổ cho người ta nện. Dưới sự tức giận, các tông môn đã treo giải thưởng rất cao để bắt được cái tên ác tặc kia. Trọng thưởng chính là một viên đá kích khởi ngàn cân sóng lớn, không biết có bao nhiêu tán tu đều cùng nhau xuất động, ngày đêm ngồi trồm hồm ở gần sản nghiệp mấy đại gia tộc trong thành, ôm cây đợi thỏ. Mà mấy đại tông môn thế gia cũng phái ra nhân thủ đắc lực hướng về tất cả các sản nghiệp, chuẩn bị đợi ác tặc vừa hiện thân liền tóm gọn hắn. Nhưng chẳng ai nghĩ tới tên ác phỉ này thực sự động thủ lần nữa, chỉ có điều lần này không giống với đám người suy nghĩ. Lần cuối cùng hắn lộ diện đánh cướp lại là Hồng Trang Lâu. Hồng Trang Lâu là thanh lâu nổi danh Bắc Vực, mặc dù là thanh lâu nhưng dù sao cũng là gia sản nên tự có phong thái phi phàm. Cái lầu xanh này xây trên ngọc nữ phong, bên trong thương mãng sơn mạch, trước mặt là Bạch Xà Giang, sau lưng là Từ Hà Lĩnh. Bất thình lình đây cũng là một chỗ phúc địa động thiên. Mà cái Hồng Trang Lâu kia tên là lâu, nhưng kỳ thực là lại là một mảnh cung điện sừng sững tọa lạc ở đỉnh ngọc nữ phong. So với sơn môn của những tiểu môn phái đều không thua mảy may. Nghe đồn lúc trước dựng lên lầu này đã là lúc hao tổn không ít tiền bạc của thần tử Tống gia Tống Quy Thiền. Mà thực lực lầu này không phải là tiểu tông tầm thường có thể so sánh. Người ta đồn rằng phía sau núi cung dưỡng 7 vị kim đan cung phụng. Trong ngày thường chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, nhưng nếu có người gây sự, 7 vị cung phụng này sẽ đem hắn vào trong Bạch Xà Giang. Mà lầu này cũng không phải những tiểu môn tiểu phái kia có thể so, bởi vì chủ nhân phía sau lầu này là thần tử Tống Quy Thiền của Bắc Vực Tống gia. Tuy rằng xưa nay vị thần tử đại nhân này không có đặt chân qua những nơi trăng hoa, tất cả sự vụ đều do em họ Tống Quy Tâm của hắn quản lý. Có điều chỉ cần lá bài này cũng đủ để uy hiếp quần hùng, khiến người ta không dám gây chuyện ở đây. Nhưng tên ác phỉ kia lại lựa chọn mục tiêu ra tay cuối cùng là cái lầu này. Sau một phen đại náo, tất cả linh tinh trong Hồng Trang Lâu đều bị cướp hết. Linh tinh cùng pháp bảo của khách đến thăm Hồng Trang Lâu cũng đều bị cướp hết. Cuối cùng Hồng Trang Lâu còn bị tên kia múa đao chém thành hai nửa. Đây đầy toàn bộ ở trong Bạch Xà Giang. Hơn nữa lần này còn có đổ máu. Bảy đại cung phục của Hồng Trang Lâu đều chết hai người. Lần này hắn lại thẳng thắn tận diệt những gì còn dư lại. Kinh khủng hơn chính là khách nhân bị kinh sợ ngày đó đã dồn dập hướng chủ nhân phía sau Hồng Trang Lâu đòi một lời giải thích. Bởi vì sau khi trải qua một đêm kia, rất nhiều người ở trong bọn họ thình lình phát hiện ra mình đã mất đi sự hùng phong của đàn ông. Trong lúc nhất thời, lời đồn tiên tử trong Hồng Trang Lâu thải dương bộ âm tràn ngập khắp nơi. Chuyện này vẫn luôn là điều tối kỵ trong ngành nghề, nên chủ nhân Hồng Trang Lâu rất đau đầu. Đương nhiên nhức đầu cũng không chỉ có bọn hắn. Lúc này Đại Kim Ô cực kỳ nhức đầu oán giận Phương Hành. Phương đại gia, cũng không phải là ta nói ngươi, ngươi đoạt linh quáng, đoạt phù triện, đoạt pháp khí, đoạt linh thú, đoạt linh dược, đoạt kiếm kinh, ta đều hiểu được, nhưng ngươi đoạt bé về làm gì? Ta chẳng còn cách nào khác. Ban đầu ta chỉ muốn làm một lần cuối cùng, dùng đuốc đốt cháy Hồng Trang Lâu. Ai mà nghĩ được ta lại gặp phải cô gái chân dài kia. Hồng Trang Lâu cũng không phải đồ chơi, rõ ràng đã làm cho đại trưởng lão đủ tiền chuộc thân, nhưng bọn họ lại lấy đứa bé này ra uy hiếp, nói đứa bé này ăn sữa vú em Hồng Trang Lâu mời tới, coi như là người Hồng Trang Lâu muốn dẫn đi phải giao một phần tiền chuộc. Như này không phải là quá mẹ con diễn trò sao? Tiểu gia nhất thời tức giận không nhịn nổi, thuận tay đoạt lại thôi. Lúc này Phương Hành ngồi xổm trên mây, nhìn đứa bé cười ngọt ngào trong tạ lót, gương mặt cũng có vẻ không biết làm sao. Người cướp thì cướp, trả lại cô gái chân dài được không? Đại Kim Ô không biết phải nói gì. Phương Hành cũng bất đắc dĩ nói, sao người ngốc thế? Vạn nhất người cướp đoạt trở về làm sao bây giờ? Lúc này Đại Kim Ô cũng không biết nên nói cái gì nữa. Nó biết Phương Hành nói thực, đúng là không thể trả lại. Lấy bản lĩnh bây giờ của Diệp Cô Âm, nếu có người muốn làm khó nàng, nàng cũng không thể bảo vệ được đứa bé này. Còn nữa, đã đoạt xong lại đưa nói cho Diệp Cô Âm, chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người biết tên ác tặc liên tục làm ra tất cả nhiều đại án có quan hệ cùng Diệp Cô Âm. Một người một quả cứ ngồi xổm trên mây nhìn đứa bé bì bô học nói ở trước mắt. Lại còn biết đùa. Phương Hành đưa một đầu ngón tay đụng lên cái bụng của đứa nhỏ này, lại bị bàn tay nhỏ nhỏ của nó nắm chặt ngón tay. Bàn tay nhỏ nhỏ chỉ một chút xíu như vậy, nhẹ nhàng mềm mại, có chút ấm áp, loại cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng. Hắn bắt đầu cười hắc hắc, đưa một tay khác véo gương mặt của đứa bé, nhẹ nhàng kéo ra một cái, cảm giác dính dính giống như là bánh ngọt. Sau đó lại nắm bàn chân nhỏ dưới bụng của nó gật nhẹ. Đứa bé không những không khóc mà lại còn nhếch miệng nở nụ cười với Phương Hành.
Người cũng hơn một tuổi rồi, sao lại giống con chuột vừa mới sinh ra không có lông vậy? Phương Hành vừa đùa vừa nhẹ giọng than thở. Đại Kim Mô cũng hiếu kỳ, thò đầu tới nói: cho ta nhìn một chút. Nhưng hình dáng kia của nó thực sự quá hung ác, để Bách trừng mắt nhìn xong bỗng nhiên khóc ré lên: cút đi, cút sang một bên. Phương Hành dùng một cước đạp Kim Ô ra, sau đó cẩn thận bế đứa bé lên ôm vào trong ngực giống như là ôm bó củi vậy. Trước đây hắn đã nhìn thấy những người phụ nữ khác dỗ trẻ con, chỉ cần làm như vậy một cái là hết chuyện. Nhưng lần này lại không dùng được, đứa bé kia khóc lên là không ngừng lại, làm cách gì cũng vô dụng, quá là không để mặt rồi. Phương Hành cũng có một loại cảm giác thất bại, đành nháy mắt làm mấy cái mặt quỷ với nó, nhưng vẫn là không có tác dụng. Đứa trẻ chỉ hơi dừng khóc một chút lại khóc tiếp. Đường đường Phương đại gia, người gặp phải sợ quỷ nghe quỷ ghét, nhưng dĩ nhiên là không đối phó được một đứa trẻ. Nếu không đánh ngất xỉu nó trước đi. Phương Hành lẩm bẩm khiến Đại Kim Bồ sợ hết hồn, dùng một cánh ngăn lại: người điên à? Vậy làm thế nào? Phương Hành cũng không biết nói gì, tiếng khóc của đứa trẻ càng ngày càng vang, thực sự là gấp đến mức vò đầu bứt tai. Ngươi mà cướp về thì tự ngươi nghĩ cách đi. Đại Kim gia dỡ tay thiên kiêu dễ nhược đùi gà, nhưng mà không biết chăm trẻ con. Đại Kim Ô ra dáng vẻ hả hê, không có một chút ý định ra tay giúp đỡ. Thực ra là Phương Hành đã dùng hết các loại biện pháp, nhưng kết quả là đứa trẻ này càng khóc to hơn. Hắn gấp tới mức đầu bốc lên mồ hôi nóng, cảm giác này thực sự là rất bất đắc dĩ rồi. Hắn lấy pháp bảo cường giả kim đan trông thấy cũng phải thèm ra nó cho nó. Nó cũng không có hài lòng, khiến Phương đại gia tức giận không biết phải làm sao. Nó khóc đến mức làm cho người ta đau đớn, cuối cùng làm ra vẻ độc ác này, lấy một thanh đại đao màu đỏ từ trong túi chứa vật ra, chỉ vào mũi nó nói: không được khóc. Đứa bé càng khóc dữ dội hơn. Phương Hành ngượng ngùng thu đại đao lại, dưới ánh mắt khinh bỉ của Đại Kim Ô, gãi gãi đầu nói: xem ra chiêu này cũng không dùng được, có lẽ là nó bị đói bụng. Đại Kim Ô không nhịn nổi nữa, đành tiến đến nghị kế. Phương Hành vỗ đùi hối hận nói: lẽ ra phải mang theo bà vũ em kia tới mới đúng. Đại Kim Ô quay đầu lại nhìn một chút, thấy trong thành tràn ngập ánh sáng, đèn đuốc sáng choang, than thở: đã giới nghiêm rồi, không biết có bao nhiêu người đuổi tới, bây giờ đi về chỉ có mà nước chịu chết. Trước mắt về Thiên Nhất Cung rồi nghĩ biện pháp vậy. Phương Hành không biết làm sao, chỉ có thể lấy linh lực phong tỏa không gian, không cho phép tiếng khóc của đứa trẻ này truyền ra ngoài. Sau đó hăng hái chạy về Thiên Nhất Cung. Hai nữ đệ tử được Thiên Nhất Cung sắp xếp vẫn còn ở trong căn phòng nhỏ kia. Hắn vẫn dùng phương pháp cũ, mỗi khi ra ngoài đều thuận tay đánh ngất xỉu họ. Như vậy Phương Hành và Đại Kim Ô có sớm hay về trễ thì các nàng đều không biết. Hai người các người có sữa không? Phương Hành đánh thức hai người này, tỏ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hai nữ đệ tử một đáy đà một gầy gò giật nảy mình, theo bản năng ôm lấy ngực: à không, không phải ta uống mà là nó uống. Phương Hành không thể làm gì khác hơn là ôm đứa trẻ cho hai người bọn họ xem. Hai nữ đệ tử thấy tiểu ma đầu hung thần ác sát này ôm lấy đứa trẻ ra, nhất thời sợ hết hồn, ngượng ngùng không dám tới gần. Phương Hành không thể làm gì khác hơn là sử dụng chiêu cũ, đổ một đống nhỏ linh tinh ra, sợ rằng không dưới trăm lượng. Hai nữ đệ tử lập tức sợ hãi đến ngây người. Sau một hồi lâu, lại là nữ đệ tử mập mạp đoạt lấy cơ hội, đưa tay ôm đứa trẻ tới: rất tốt, chăm sóc tiểu vương bát đàn này, tiểu gia sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu. Phương Hành đẩy linh tinh về phía trước mặt nàng, cười híp mắt nói: trước tiên cho nó ăn no đã. Đúng là thiên tính của phụ nữ, sau khi nữ đệ tử này ôm đứa trẻ vào trong lòng, sắc mặt cũng nhu hòa đi một chút. Nhưng khi nàng nghe nói lời này của Phương Hành, lại sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu nói: dỗ dành nó cũng được, chăm sóc cũng không thành vấn đề, nhưng nô tỳ không trốn ăn được. Gò má của nàng thoáng đỏ, trợn mắt nhìn Phương Hành một cái nói: nô tỳ còn chưa có lấy chồng, lấy đâu ra đồ vật cho nó ăn. Phụ nữ các người đúng là phiền phức mà. Phương Hành vô cùng bất đắc dĩ, lấy hồ lô rượu ra nói: nếu không trước tiên uống chút rượu đã. Nữ đệ tử mập ôm đứa trẻ vào trong lòng theo bản năng: muốn hại chết người thì nói thẳng đi. Phương Hành không thể làm gì khác hơn, chính là tự mình ực một hớp, nguyết nữ đệ tử này một cái, nghĩ thầm con mụ này vẫn làm cho người ta không thể yêu thích như thế. Nữ đệ tử gầy gò chen miệng nói: nếu không mời mấy vũ em tới, nhưng ta nghe nói ở bên trong Thiên Nhất Cung không có ai đang có con, chắc hẳn là phải đi vào trong thành mời rồi. Hiện tại đã là đêm rồi, để ngày mai đi. Nếu thực sự không được, lên núi bắt mấy con dã thú, có lẽ gặp được dã thú đang nuôi con. Nô tỳ nghe nói sữa thú có thể ăn. Nghe nói trước đây ở trong Thiên Nhất Cung cũng có một đệ tử do dã thú nuôi lớn đấy, thiên tư rất cao, tốc độ tu hành nhanh đến mức dọa người đấy.
Đúng là chuyện này không có vấn đề. Phương Hành liền đuổi Đại Kim Ô ra ngoài bắt dã thú. Lần này Đại Kim Ô khá nhanh nhẹn, tuy rằng lúc đi miệng đầy oán giận, nhưng lúc trở về lại khiến cho hai nữ đệ tử Thiên Nhất Cung và Phương Hành giật nảy mình. Bảo tên này đi bắt một con, kết quả nó dùng pháp bảo tóm được một đám trở về, lại còn hướng về trong phòng cười nói: lần này không có vấn đề, sư tử, sói, báo, ngựa hoang, linh dương toàn bộ đều bắt trở về rồi, người xem có con cóc mập nữa này. Phương Hành không biết nói gì. Người bắt cóc làm gì? À, được rồi, nướng ăn đi. Ở trước mặt người tu hành, bất kể dã thú bình thường là cái gì đều không khác biệt mấy so với cừu. Mấy con thú này đã thả ở trong núi, chỉ cần xung quanh không có đồ vật yêu tính, chúng nó cũng coi như là chúa sơn lâm. Nhưng ở bên trong căn phòng nhỏ Thiên Nhất Cung này, chỉ cần một trong hai nữ đệ tử tùy tiện ra tay thì cũng có thể ung dung phục chế nó. Có lẽ đứa trẻ này không bị đói bụng rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào sau khi ăn xong của đứa trẻ, Phương Hành cùng Đại Kim Ô đều không nói gì. Đứa trẻ đã ngủ, miệng vẫn vểnh lên, mắt nhắm rất nhanh, tay chân vô ý thức run run. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên Đại Kim Ô giang cánh ra, đầu cánh chảy xuống một giọt máu ngấm vào miệng nhỏ xíu. Nữ đệ tử mập mạp muốn ngăn lại lại bị Phương Hành phất tay ngừng lại. Nữ đệ tử kia cũng phản ứng lại, mặc dù người trẻ tuổi trước mắt hai nàng có tuổi tác ngang các nàng, nhưng tu vi không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Ngay cả con yêu quạ nhìn như là linh động cảnh kia thì cũng có khí huyết hùng hồn, một số kim đan trưởng lão ở bên trong Thiên Nhất Cung cũng không thể sánh nổi. Động tác này tất có thầm ý. Giọt máu thấm vào miệng đứa trẻ, nhấp một cái, sắc mặt hồng hào không được khỏe dần mau phai đi, bàn chân nhỏ cũng không run rẩy nữa, giống như nó được ngủ ngon hơn một chút. Phương Hành và Đại Kim Ô không nói gì thêm, cùng nhau rời khỏi phòng. Hiện tại ta đang tu luyện Trường Sinh Đại Đạo, trong giọt tinh huyết kia ẩn chứa thực lực khiến cho người bình thường có trăm năm tuổi thọ đã tan vào trong cơ thể nó, chậm rãi tan ra, nhưng cũng chỉ có thể giúp nó tiếp tục kéo dài mạng sống thêm 3 năm rưỡi. Muốn nhiều hơn nữa cũng không có biện pháp, cho dù ta hết sức áp chế nó cũng không chịu nổi. Hơn nữa dù sao ta cũng là yêu, nó có thể được hấp thu một giọt cũng là giới hạn lớn nhất. Đại Kim Ô nhỏ giọng nói. Phương Hành gật gật đầu nói: ta đã nhìn ra, nghe nói là do cha đẻ nó đã hạ thủ. Đại Kim Ô nói: quá, con mẹ nó ác độc. Hai người không nói gì, một hồi lâu sau mới thở dài lấy hồ lô rượu ra uống. Mới nhìn thì đó là một đứa bé không có bệnh, nhưng trên thực tế lấy tu vi của bọn họ, dù không trực tiếp điều tra thì cũng có thể cảm giác được trên người đứa trẻ này có vấn đề rất lớn. Một thân đạo nguyên đã bị lấy đi hơn nửa, giống như là người đã mất đi sinh mệnh nho nhỏ, chỉ dựa vào căn cơ để sinh tồn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm sau cơ thể sẽ đổ bệnh, trong vòng 10 năm nhất định mất mạng. Đạo nguyên bị lấy đi, giống như là phù triện không có bị ấn ký, pháp khí không có pháp nguyên, là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Còn nhỏ như vậy, đạo nguyên đã bị rút đi hơn nửa, có thể sống sót đã là may mắn lớn rồi. Muốn trị hết rất khó, so với người trong giới tu hành bị phế sạch tu vi còn khó hơn. Cô gái chân dài mang theo nó căn bản là không trị hết, chỉ có thể sống đến đâu thì biết đến đấy. Đó cũng là trói buộc, chỉ có thể bị người ta nắm được nhược điểm. Lời của ta còn khá hơn một chút, lúc cần thiết ta sẽ trợ nó giải thể, đầu thai chuyển thế. Tuy rằng lấy trạng thái bây giờ của nó, đầu thai cũng không nhất định thành công, nhưng ít nhất không cần sống mệt mỏi như vậy cả đời. Phương Hành làm như không có chuyện gì xảy ra, nói: mới tờ mờ sáng, cả tòa Thiên Nhất Cung đã bận rộn. Bên trong Thiên Nhất Cung đặc biệt mở ra khoảng cấm không, trước kia chỉ có chút cơ hậu kỳ, trưởng lão và đệ tử chân truyền mới có thể ngự không bay đi trong Thiên Nhất Cung, còn đệ tử bình thường chỉ có thể đi bộ. Lý do là đệ tử bình thường bay lên không có vẻ bất kính đối với các trưởng lão ở trong động phủ phía dưới. Nhưng ngày hôm đó, khoảng cấm không lại được buông ra, các đệ tử mặc đạo bào mới tinh ở trên người bay xuống ở trước người mỗi vị tân khách, cười tủm tỉm đưa thiệp mời lên. Trong nội đường mà cung chủ Thiên Nhất Cung một năm mới giảng đạo một lần, cũng trang trí thêm một chuỗi đèn lồng màu đỏ, vài câu đối chúc mừng. Đám người còn lại thì tấu nhạc ca múa, ở trong đạo quan không có một người nào là chưa sẵn sàng. Từ rất sớm đã mở cửa đạo đường đón các loại khách quý đi vào. Những khách quý này đều nhận được thiệp mời kén rể. Lần này Long Nữ kén rể thực sự là sự kiện quá lớn, khiến cho môn phái lớn nhỏ vọng tưởng một bước lên trời tới quá nhiều. Cộng thêm những người đến xem náo nhiệt, sợ rằng không dưới mấy ngàn người. Một số người còn mang theo hộ vệ tôi tớ,
e sợ con số còn lên đến mấy vạn người. Nhiều người như vậy tự nhiên không thể đi vào toàn bộ. Bởi vậy Thiên Nhất Cung đã sớm căn cứ vào tất cả thân phận của khách mời, sàng lọc, chọn ra mấy chục người có tư cách cùng thành ý nhất có thể tiến vào trong đạo đường Thiên Nhất Cung, chính thức gặp mặt Long Nữ. Mà những người có thể tiến vào đạo đường Thiên Nhất Cung đều nhận được thiệp mời đỏ thẫm. Những người không có sẽ được đệ tử Thiên Nhất Cung mời sang một ngọn núi bên cạnh đạo đường xem đấy. Không có bản lĩnh thì mời ngài xem náo nhiệt. Phương Hành cũng nhận được một tấm thiệp đỏ thẫm, hơn nữa còn do đệ tử chân truyền Thiên Nhất Cung Tô Quân tự mình đưa tới. Đãi ngộ này không hề thấp chút nào. Phương Hành cầm nó lên xem xét, rồi lại ném qua một bên ngủ tiếp. Vì nhận được tấm thiệp mời này, người ta đã phải bỏ ra không ít công sức, nhưng hắn ngay cả hỏi cũng không hỏi. Sau bữa tiệc rượu ngày đó, hắn đã biết thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung và Tạ Lâm Uyên sẽ cho hắn một tấm thiệp mời như thế. Dù sao hai người này vẫn là đang đợi hắn ra tay giúp đỡ, đương nhiên hắn phải qua được cửa thứ nhất. Phương đại gia, lúc trước nô tỳ có nhắc ngài chuẩn bị lễ gặp mặt, ngài đã chuẩn bị chưa? Nữ đệ tử gầy nhỏ tên Tử Diên được Thiên Nhất Cung phải đến hầu hạ Phương Hành, nhỏ giọng nhắc nhở. Cưới nàng làm dâu còn phải lễ vật gì? Phương Hành lười biếng nằm trên giường nhỏ, mấy ngày nay mải mê đánh cướp nên không ngủ ra ngon giấc, hắn cũng lười nhác nhúc nhích. Tử Diên không biết nói gì. Dựa theo lẽ thường, những đệ tử ngoại môn thân phận thấp kém như các nàng không có tư cách hỏi quá nhiều. Cẩn thận hầu hạ những khách quý này là các nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thường ngày được Phương Hành ban thưởng không ít, nên tự nhiên trong lòng có mấy phần trách nhiệm. Cộng thêm vị tiền bối kim đan này tuy hung hãn, nhưng qua vài ngày tiếp xúc lại phát hiện hắn không phải là người kiêu ngạo, trong lòng cũng không có sợ hắn tí nào, liền nhẹ giọng khuyên. Hôm nay chính là lần thứ nhất gặp mặt trưởng công chúa, không có lẽ gặp mặt làm sao bày tỏ thành ý chứ. Nô tỳ nghe nói mấy vị kia đã chuẩn bị một bộ đồ vật hiếm thấy, đặc biệt là vị đại kiếm khách Vân Độc của Khổ Hải Vân gia kia. Vậy mà người đó dám lấy một phần Lưu Vân Thủy kiếm kinh mà lão tổ Vân gia bọn họ cất giấu làm lễ vật. Còn mẹ nó, dụ dỗ vợ ta, sớm muộn gì ta cũng giết chết hắn. Phương Hành tức giận mắng, cả người đầy tức giận, cũng không ngủ được đành lười biếng ngồi dậy. Hắn ngồi xổm ở cửa ra vào đùa nghịch với đứa bé một chút. Lúc này nữ đệ tử mập mạp xem như là bắt được cơ hội Phương Hành cho nàng, đã quyết định kiếm đủ linh tinh nên chăm sóc đứa trẻ càng thêm tận tâm tận lực. Ngay cả tã lót cũng đổi thành loại vải có thiêu ấn ký cùng với tụ linh pháp trận. Nàng càng ôm đứa nhỏ không buông tay, thậm chí có một loại cảm giác cưng chiều. Đương nhiên đổi thành bất kỳ một đệ tử linh động cảnh nào nhận được hơn 100 khối linh tinh kia thì cũng sẽ chăm sóc đứa trẻ như là tiểu tổ tông. Chăm đứa bé này mấy ngày đã kiếm được một khoản tài phú mà mấy chục năm cũng không thể kiếm được. Món hời này ai mà không tính được chứ. Phương Hành nhìn thời gian cũng không còn sớm, bèn dặn dò hai nha hoàn một tiếng, sau đó cùng với Đại Kim Ô hướng về đạo đường Thiên Nhất Cung mà đi. Đạo đường này nằm ở trên một ngọn núi có phong cảnh tuyệt đẹp của Thiên Nhất Cung, tuy rằng cổ điển lại tràn ngập đạo hương bao trùm, nhưng cực kỳ nghiêm trang. Ở bên ngoài đạo đường có rất nhiều đệ tử nội môn thân phận không tầm thường Thiên Nhất Cung đứng trang nghiêm. Tổ Quân đứng ở cửa đạo đường đón tiếp khách quý lùi tới. Hai bên ngọn núi, thậm chí là một số con đường phụ cận đều có một ít tán tu tụ tập cùng một chỗ xem náo nhiệt, chỉ trò trò bàn tán sôi nổi. Nhìn đi, kiếm tu xuất sắc nhất mấy trăm năm qua của Vân gia Vân Độc cũng đến rồi. Thực lực của hắn đã được công nhận là không thua Tam Đạo Thất Tử. Đệ tử chân truyền Mã Hí Minh của Linh Xảo Tông cũng tới, trước đó không nghe thấy hắn cũng chuẩn bị kén rể. Đại phù sư Văn gia Văn Diệc Nho cũng đến rồi. Người ta nói một phù có thể chấn 1 triệu sư, vậy mà bên ngoài lại nhò nhã như vậy. Trong cuộc bàn luận sôi nổi lại ẩn chứa giọng điệu đố kỵ ước ao. Trong số những người đến đây xem náo nhiệt, tuy cũng mang danh kiến rể tới Thiên Nhất Cung, nhưng kỳ thực trong lòng họ cũng không cho rằng mình có thể bộc lộ tài năng, chỉ tăng thêm một chút hứng thú mà thôi. Cho dù trong lòng bọn họ cũng cảm thấy người như trưởng công chúa Thương Lan Hải ít nhất phải là nhân tài trong Tam Đạo Thất Tử cùng với đại phù sư Văn Diệc Nho mới xứng đôi. Có thể trải qua vòng sàng lọc thứ nhất, lấy được thiệp mời tiến vào đạo trường Thiên Nhất Cung, không có nhân vật nào là đơn giản hết. Không nói giao du thiên hạ, cũng là thanh danh vang dội, được người người hâm mộ kính nể, thậm chí một số ít còn được nữ đệ tử Thiên Nhất Cung tôn sùng như là thần vậy. Mỗi lần vừa xuất hiện đều dẫn phát một tràng bàn tán dồn dập. Có người khen, có người nói khoác, có người tiếc hận, có người thì ghen tị, vô cùng náo nhiệt. Nhưng thời điểm Phương Hành xuất hiện, đám người kia đều ngậm miệng lại. Ánh mắt mỗi người nhìn Phương Hành đều có một chút không ưa, chen lẫn một chút kiêng kỵ cùng kinh hãi.
Nhất thời không có người nào dám bàn tán, thậm chí còn hơi lùi về sau. Đối với đám người miệng còn hôi sữa đến từ Nam Chiêm này, trong lòng tu sĩ Thần Châu quen nói quy củ, không thể nào không nể sợ. Trong trận chiến ở trên Tiểu Kính Hồ lúc trước, Phương Hành đã đánh cho đám tu sĩ Thần Châu cao ngạo phát lạnh trong lòng. Họ vốn hy vọng Thiên Nhất Cung ra tay trị hắn, nhưng không nghĩ đến hắn lại thần thông quảng đại như vậy. Dĩ nhiên truyền mình biến hóa thành khách quý của Thiên Nhất Cung, ngay cả tấm thiệp mời mà 100 người đến kén rể đều không lấy được, một tấm thì cũng rơi vào tay hắn. Chuyện này cũng làm cho người ta không thoải mái trong lòng. Có một số người nhạy bén, nghĩ đến vùng này xuất hiện một tên đạo tặc tới từ Nam Chiêm, liên tiếp làm ra mấy vụ án lớn, gần như đắc tội cùng với tất cả tông môn có thực lực mạnh mẽ trong vùng này. Đặc biệt là nói giọng Nam Chiêm, dẫn theo một con kim điểu. Bây giờ nhìn kẻ này cùng con ô nha kia một chút, đáy lòng liền phát lạnh. Không phải là hắn. Có người nghĩ đến khả năng này, nhưng không dám tin tưởng. Họ cảm thấy bản lĩnh kẻ này không nhỏ, nhưng vẫn không lớn đến mức đó. Nhìn cái gì? Không biết đại kim gia đã từng xé một cánh tay của Hạc Linh Tử Thuần Dương Đạo sao? Đối mặt với ánh mắt phức tạp của chúng tù, Đại Kim Ô hừ lạnh một tiếng hét lên. Bộ dạng kia khiến cho tiếng bàn luận xung quanh nhỏ đi không ít. Chúng tù sĩ co đầu lại. Có người không tin, có người kinh hãi, ánh mắt nhìn Đại Kim Ô cũng thay đổi. Dù sao chuyện như vậy cũng quá lớn rồi, đúng là người bình thường không dám tùy tiện nói khoác. À, Phương Đạo Hữu, vị này Kim Ô huynh, các người thật là tới thật sớm. Cùng vào lúc này, trên không trung có một tiếng cười vang lên. Chúng tù nhanh chóng né tránh. Phương Hành ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ở trên không trung có một cái kiệu lớn do 8 người cường tráng khiêng, chậm rãi cưỡi mây đi tới. Trên kiệu có một tòa núi thịt, chính là Thiếu Cung Chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương. Mà bên cạnh hắn có một nam tử mặc áo bào, khuôn mặt nho nhã chắp hai tay sau lưng, đã bị hiện ngạo nghễ. Người này là Tạ Lâm Uyên. Lúc này hai người cùng hướng về đạo cung mà tới, nên gặp phải Phương Hành cùng với Đại Kim Ô. Cưới vợ mà còn có thể không đến sớm một chút sao? Phương Hành cười ha ha, cười như là không cười, nhìn Đạo Vô Phương bằng một mắt. Chúng tu sĩ xung quanh đều thầm nghĩ, các người đến sớm cái dám ấy, người ta đã sớm tiến vào rồi, còn các ngươi là thuộc loại chậm nhất đấy. Đạo Vô Phương cười cười, vung tay để người phía dưới đứng dừng kiệu lại. Một gương mặt mập mạp đầy mỡ đến gần bằng chậu dừa, nhìn về phía Phương Hành mỉm cười nói, kể từ ngày yến hội kết thúc, Phương đạo hữu một đi không trở lại, bổn điện thực là mong nhớ. Trong mấy ngày này đã mấy lần phái người đi mời, nhưng không thể mời được Phương đạo hữu. Chẳng lẽ mấy ngày nay Phương đạo hữu một mực không ở bên trong Thiên Nhất Cung hay sao? Phương Hành vừa nghe liền biết lời nói của tên mập mạp này có ý khác, nên trực tiếp lắc đầu nói, cái dám ấy, điều ra một mực ở trong lầu bế quan tu hành. Đạo Vô Phương thấy hắn mở mắt nói như vậy, cũng có chút không biết nói gì, đã không tiện vạch trần, vậy chỉ có thể nhẹ giọng cười cười nói, vậy Phương đạo hữu không nên đi ra ngoài. Mấy ngày nay bên ngoài không yên bình, có đạo tặc đến từ Nam Chiêm to gan bằng trời, điên cuồng gây sự trong mấy tòa thành, làm ra không ít sự vụ lớn nhỏ. Ngay cả Hồng Trang Lâu cũng bị đẩy xuống vách núi rồi. Hắn đã chọc giận mấy đại tông môn, hiện giờ khắp nơi đang gieo giải thưởng bắt hắn đấy. Chắc người này không có quan hệ cùng với Phương đạo hữu chứ? Theo lời đồn thì người kia cùng dẫn theo một con ô nha màu vàng. Phương Hành ngẩn ngơ, thở dài nói, ờ, vị huynh đài này quyết đoán kinh người, thực sự là hào hán. Đạo Vô Phương càng chút bó tay rồi, thấp giọng cười nói, Phương đạo hữu là không quen biết. Phương Hành lập tức đổi sắc mặt, điềm nhiên nói, ngươi là có ý gì? Yêu cầm tu luyện đến cực hạn, một thân lông vũ đều hóa thành màu vàng, bản thân ta cũng đã gặp ô nha màu vàng, đại bằng điều màu vàng, yêu tước màu vàng, cự ưng màu vàng, còn có kim cương bát lạc màu vàng. Ngươi chỉ bằng một con ô nha màu vàng liền muốn nói xấu tiểu gia sao? Nói cho người biết ta sẽ trở mặt. Đạo Vô Phương thấy dáng sắp kia quán, còn tưởng rằng hắn trột dạ, bèn thấp giọng cười nói, Phương đạo hữu không cần căng thẳng, chỉ là người cùng tên đạo tặc kia có phần tương tự, khó tránh khỏi có người nghi ngờ đến cùng là ngươi. Trên thực tế đã có người đến Thiên Nhất Cung hỏi qua rồi, nhưng đã bị ta ngăn lại. Ngươi là khách quý do Hồ trưởng lão căn dặn phải hào hào chiêu đãi, dù thế nào cũng không thể để cho người khác mang đi như thế, nếu không sẽ có chút phiền phức. Còn có chuyện kia, sau khi tiễn người rời khỏi Thiên Nhất Cung lại nói. Không chỉ có như thế, còn có chuyện về hai cung phụng Hồng Trang Lâu. Trong mấy ngày này, Hồng Trang Lâu đã tới 3-4 chuyến hỏi qua, nói muốn ta giao người cho bọn họ, cũng bị ta cản lại rồi. Phương Hành cười như không cười nói, vậy ta hào hào cảm ơn người. Đạo Vô Phương cười to nói, với giao tình của chúng ta,
Còn khách khí làm gì chứ, có lẽ trưởng công chúa cũng chờ sốt ruột rồi, xin mời. Thấy Phương Hành cười lớn một tiếng tiến vào đạo cung, sắc mặt Đạo Vô Phương ở phía sau hơi trầm xuống. Tạ Lâm Uyên thì ngược lại, nhẹ giọng cười cười, hai tay chấp sau lưng đi về phía đạo cung. Đạo Vô Phương cảm thấy trong lòng khó chịu, bởi vì ban đầu hắn đã tính kế thật tốt, nhưng bước thứ nhất đã tính sai rồi. Hắn vốn dĩ để Phương Hành thấy thảm trạng của tu sĩ Nam Chiêm, bởi vì làm như thế Phương Hành sẽ bị kích động và không lập tức chen vào nữa, tâm tình cũng sẽ sinh ra địch ý đối với Tống Quy Thiền. Càng cảm thấy tông môn Thần Châu mạnh mẽ mà có một tia sợ hãi, như vậy Phương Hành chỉ còn chọn một con đường này để đi. Dạy dỗ thêm một chút là có thể làm được rất nhiều chuyện cho hắn, cho dù kém cũng có thể tăng thêm rất nhiều phiền phức cho Tống Quy Thiền. Nhưng chuyện hắn không nghĩ tới chính là ngay từ bước thứ nhất, người này đã không giống với những điều hắn nghĩ, dĩ nhiên đi đánh cướp. Hắn thực sự có chút không nghĩ ra tên tiểu vương bát đàn này lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, đã đánh cướp lại còn cố ý để lại một cái manh mối rõ ràng như vậy. Kim ô mập màu vàng. Đạo Vô Phương khẳng định Phương Hành cố ý lưu lại điểm này. Từ thủ pháp ra tay của mấy đại án đến xem, kẻ này nhất định là rất quen tay, hành động bí mật gọn gàng đến cảnh giới đại sư, không thể bất luận người nào nhìn thấu thân phận, công pháp, đường đi, bộ mặt thật, hành tung của hắn. Nhưng hắn lại để nhiều người như vậy nhìn thấy một con kim ô màu vàng, đây là vô tình hay là cố ý khiến người ta hoài nghi lên trên người hắn vậy? Nhưng không có chứng cứ xác thực chứng minh là hắn. Cứ như vậy, người của mấy phương thế lực bỗng dưng lại có thêm hoặc nhiều hoặc ít phiền phức cần phải điều tra, cần phải bắt hắn đi. Nhưng bây giờ mọi người đều biết hắn là khách quý của Thiên Nhất Cung, nếu như bị người mang đi, mặt mũi Thiên Nhất Cung sẽ ném đi chỗ nào? Kẻ này là do Hồ Quân trưởng lão tự mình đón vào. Mặt mũi, bất cứ việc gì cần giảng quy tắc ở Thần Châu, cái quan trọng nhất không thể nghi ngờ chính là mặt mũi. Có thể nói quan hệ giữa Thiên Nhất Cung, Thuần Dương Đạo, Âm Linh Đạo, Phù Khí Đạo, cộng thêm ba đại thế gia Tống gia, Vân gia, Văn gia, cùng với Linh Xảo Tông, các loại thế lực tông môn hơi yếu một chút là một khối hỗn loạn. Tuy bề ngoài vẫn duy trì một chút cân bằng, nhưng bên trong lại tranh đấu như nước sôi lửa bỏng. Nếu tùy tiện nộp Phương Hành ra, tuy rằng trên thực chất không có tốn gì, không có tổn thất gì, nhưng khó tránh khỏi việc không có người đồn thổi bậy bạ. Đối với danh vọng của Thiên Nhất Cung sẽ là một cái đả kích khổng lồ, vô hình mà chí mạng. Lại thêm việc nhìn như thế nào cũng thấy Phương Hành còn có một chút giá trị, cũng có thể là giá trị rất lớn. Nếu cứ giao như vậy, hắn cũng không cam chịu. Đến lúc này, Thiên Nhất Cung phải thừa nhận áp lực rất lớn, chuyện hai đại cung phụng của Hồng Trang Lâu cũng bị đè xuống. Nhưng cũng may Đạo Vô Phương không có bó tay. Vừa rồi hắn nói gần nói xa, nhưng ý tứ lại đơn giản. Hắn đã nắm được nhược điểm của Phương Hành, khiến Phương Hành nghe lệnh hắn, cảnh cáo Phương Hành nếu không có Thiên Nhất Cung che chở, sợ rằng sẽ có rắc rối lớn lập tức ập đến người. Trong lòng xẹt qua suy nghĩ này, nếu như có thể thu phục Phương Hành, hoặc là dùng cách này khiến hắn làm một ít chuyện, cũng xem như là một hồi buôn bán tốt. Mà Tạ Lâm Uyên hài lòng thì càng đơn giản, ít nhất phiền phức trước mắt Phương Hành càng lớn càng dễ khống chế. Chúng tu sĩ không biết chuyện này, chỉ có thể ở trong bóng tối suy đoán đến cùng thì Phương Hành có phải là tên đạo tặc ở trong truyền thuyết hay không. Bên trong đạo đường dài hơn trăm trượng, cực kỳ rộng lớn và tao nhã, chúng tu sĩ vào được nơi đây đều ngồi khoanh chân phân biệt thành hai hàng. Phía trên cao chính là một tấm mảnh buông xuống, phía sau là một cô gái có vóc dáng người cao gầy tuyệt sắc ngồi xếp bằng, bên người có đốt thanh đàn. Hương thơm từ phía sau màn truyền ra khiến lòng người dao động. Kia chính là nhân vật chính của lần kén rể này, trưởng công chúa Thương Lan Hải, lòng nữ. Trưởng công chúa vì thiện tấm lòng tôn kính, xin có chút lễ dâng lên chư vị tiền gia. Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, liền có một vị kim đan lão già đứng ở phía trước màn mở miệng, khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức, từ hai bên đạo đường có hai hàng nữ đệ tử Thiên Nhất Cung nối đuôi nhau mà ra. Trên tay mỗi người đều nâng lên cái khay, trên mặt dùng lụa mỏng che lại, đặt ở phía mỗi người một cái. Trước mặt Phương Hành cũng có một phần. Hắn đưa tay mở ra thì thấy bên trong khay là một viên chân châu lớn bằng nắm đấm trẻ con, màu sắc xanh biếc, sờ vào có cảm giác mát lạnh, ẩn chứa hơi nước nồng nặc, xung quanh có sương mù lợn lờ. Hải châu. Phương Hành thầm hô một tiếng, sau đó cảm thấy có chút đau lòng. Hải châu là một báu vật trong tứ hải, tương đương với linh thạch sinh ra bên trong linh mạch, ẩn chứa hơi nước nồng đậm, chính là chí bảo tu luyện thủy pháp. Hơn nữa viên châu này nắm giữ các loại huyền diệu, nói một cách khác, coi như là một người bình thường
mang theo hạt châu này tiến vào hoang mạc, ở bên trong 10 năm thì cũng không lo sẽ bị chết khát. Hơn nữa một số người trong giới tu hành bế quan cũng thường thường mang theo một viên hải châu tiến vào động phủ, như vậy đến lúc nào cũng có hơi nước bù đắp sự thiếu hụt của bản thân. Thời hạn bế quan sẽ kéo dài thêm một quãng thời gian rất dài. Vấn đề khó nhất chính là loại hải châu này vẫn là luôn bị Thương Lan Hải Long Cung dẫn đầu hải tộc quản lý, bình thường khó có một viên lưu truyền đến chỗ khác. Chúng tu sĩ dùng tiền cũng chưa chắc có thể có chỗ mua. Bây giờ Long Nữ lấy ra nhiều như vậy, mười mấy tiên gia tiến vào đạo đường, mỗi người một viên làm lễ ra mắt. Phần lễ này thực sự là không nhẹ chút nào, tràn đầy thành ý. Ta vẫn luôn cầu có một viên hải châu, từng ra giá mấy ngàn linh tinh mà không thể được. Trưởng công chúa trọng thường khiến cho Mục Dương Lĩnh vô cùng cảm kích. Cây hành này cũng đã chuẩn bị một chút lễ mọn, đó là một cây linh thảo 3.000 năm kéo dài khí huyết, mong rằng trưởng công chúa vui bằng lòng nhận cho. Ta tới đây không phải là để kén rể, mà chỉ thay cha của Mục Dương Lĩnh ta hỏi thăm trưởng công chúa. Tỏ lòng kính trọng của Mục Dương Lĩnh là cảm thấy mỹ mãn rồi. Sau khi chúng tu sĩ nhận được hải châu của Long Nữ, liền đến lượt bọn họ dâng lễ vật trong tay mình lên. Một người trẻ tuổi ngồi ở phía dưới Long Nữ mở miệng trước tiên. Hắn lấy ra một cái hộp tím và một thẻ ngọc, cùng nhau cho nữ hầu Thiên Nhất Cung bên người dâng lên cho Long Nữ. Chúng tu sĩ thấy hắn ra tay lấy lên một cây đinh thảo thì trong lòng cũng có chút kinh sợ. Phần lễ này không hề nhỏ. Long Nữ sau màn nhận lấy từ hộp, lại cẩn thận nhìn kỹ thần niệm trong thẻ ngọc mới nhẹ nhàng mở miệng. Mục sư đệ có lễ, Ngao Trình rất cảm kích, mong truyền lời đến Trương chân nhân. Long Nữ đã nói rõ tâm ý của ông ấy, cảm kích không thôi. Mục Dương Lĩnh mỉm cười nhẹ gật đầu nói, tiểu đệ đã rõ. Đây cũng là màn mở đầu. Chúng tu sĩ trong sân lập tức dâng lên vật ở trong tay mình. Đều là hào phóng như vậy sao? Phương Hành nhìn đám người đến mức sửng sốt, cảm thán thần châu không hổ là thần châu. Đám nhãi còn không được bắt mắt cho lắm, nhưng đồ vật lấy ra một cái so với một cái càng kinh người. Có người lấy linh thảo làm tế làm lễ, có người lấy thần phù, có người lấy thần khí, thậm chí có người dùng kiếm phôi không biết lấy được từ nơi nào làm lễ vật, chỉ có điều nhìn nó có vẻ không bắt mắt lắm. Kinh người nhất là Khổ Hải đại kiếm tu Vân Độc dâng Lưu Vân Thủy kiếm kinh lên, giọng điệu người này cũng rất lớn. Trưởng công chúa, tiên tổ Khổ Hải đã có pháp chỉ cho ta, Lưu Vân Thủy kiếm kinh này chính là căn cơ lập đạo của Khổ Hải ta, dâng lên cho nàng là thể hiện lòng thành tâm. Có lẽ tưởng trưởng công chúa cũng hiểu rõ nặng nhẹ, ngày sau vào Khổ Hải Vân gia ta, nàng chính là chủ mẫu, 800 kiếm tu của Vân gia mặc nàng điều khiển. Tuy chúng tu đều nắm rõ mục đích thực sự của lần kén rể này, nhưng lời nói thẳng như vậy lại không nhiều lắm. Vào lúc này Tạ Lâm Uyên một mực trầm mặc ít nói, cũng mở miệng mang một lò đan màu lửa đỏ dâng lên, nhàn nhạt nói, cái lò đan này do sư tôn ta lấy từ địa tâm chân diễm rèn đúc 300 năm mà thành, dùng để luyện đan có thể khiến đan phẩm tăng lên 4 thành, tỷ lệ thành đan ở trên 3 thành, nhưng cùng trường lão phù khí đạo ta mà nói lại không coi là cái gì, chỉ tính là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mật thư của sư tôn đã giao cho Hồ Quân trưởng lão của Thiên Nhất Cung chuyển cho trưởng công chúa điện hạ. Tạ mỗ không ở đây nhiều lời nữa, chỉ có một lời, nguyện làm đầy tớ cho trưởng công chúa. Lời nói như vậy ai không biết nói, văn gia ta hận nhất loại loạn thần tặc tử, nguyện vì trưởng công chúa phù chính trảm nghịch. Thanh niên vóc dáng thon gầy mặc áo cổ xưa, bên ngoài khá là nho nhã, nhẹ giọng cười gằn cắt đứt lời nói của Tạ Lâm Uyên. Người này chính là thiên tài nhỏ tuổi nhất của văn gia, bây giờ là đại phù sư trẻ tuổi nhất Bắc Vực, Văn Diệc Nho. Trong lúc nhất thời, ba gia tộc có lực lượng mạnh nhất trong những người kén rể qua lại to tiếng với nhau. Bọn họ đang nói cái gì mà ta cảm giác có chút khó hiểu vậy? Đại Kim Ô nghe xong một cẩn thận nói với Phương Hành. Phương Hành cũng trừng mắt, ta cũng không biết, nhưng nghe ra hình như là rất dọa người đấy. Phương đạo hữu không chuẩn bị cái gì sao? Lúc này Đạo Vô Phương vẫn luôn ở một bên xem náo nhiệt, bỗng nhiên cười tủm tỉm nói. Hỏi như vậy, giọng nói không nhẹ không nặng, lại khiến ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lại tới đây. Không khí căng thẳng trong sân cũng vì đó mà chậm lại. Vô số con mắt nhìn về phía Phương Hành, bao gồm con mắt phía sau màn, có châm chọc, có lạnh lùng chế giễu, có xem thường, cũng có kiêng kỵ, giống như là một con cáo lạc vào trong một bầy sói, lại như là một đám cáo đang xì xào bàn tán về một con sói ngơ ngơ ngác ngác lẫn vào trong bầy. Trên thực tế cũng gần giống như vậy, người thực sự coi sự kiện này chỉ là một cuộc kén rể cũng chỉ có một mình Phương Hành.
Phương Hành nháy mắt một cái. Ban đầu hắn muốn lừa gạt chút gì đó, nhưng lúc này cũng không có tiện giả bộ hồ đồ nữa. Một bên thầm mắng đạo vô phương mập mạp chết tiệt này, một bên thì chậm rãi đứng lên. Thấy nữ hầu ở bên người đưa tay muốn đón lấy vật quán, hắn lại nhẹ nhàng đẩy sang một bên. Sau đó con mắt quét chúng tiền ra trong sân, từ trái sang phải, từ phải sang trái một lần, thẳng đến lúc mọi người đều cảm thấy không thoải mái mới hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi ra. Vừa đi vừa khinh thường mở miệng: "Một đám nhà quê." Trong sân nhất thời đại loạn, vô số ánh mắt tức giận bắn về phía hắn. Vậy mà dám mắng họ là nhà quê. Cái tên to gan chó nhà quê từ Nam Chiêm kia lại không để cho bọn họ trong mắt. Có người cười gần: "Xem ra lễ vật chúng ta chuẩn bị không lọt vào mắt vị đạo hữu này rồi. Cũng không biết là ngươi chuẩn bị cái gì đây." "Lễ vật của tiểu gia lớn tới mức dọa vỡ gan chó các người đấy." Phương Hành khinh thường hừ hừ hai tiếng, chân bước chữ bát thong dong đến trước mặt Long Nữ, cách nàng một màn mỏng mà thôi. Phương Hành nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hận ý của Long Nữ qua màn mỏng, bắt đầu cười hắc hắc, cách màn lụa mỏng cười nói với Long Nữ: "Lần này ta vì cưới nàng đã không phí công sức, tin tưởng sau khi nàng nghe xong nhất định sẽ rất cảm động. Cái kia chính là..." Lúc nói tới chỗ này, chúng tu sĩ đều hướng lỗ tai nghe, nhưng mà Phương Hành lại không nói. Một đạo thần niệm truyền sau màn. "Hả?" Thần tình vốn luôn lạnh nhạt của Long Nữ bỗng nhiên kích động: "Ngươi nói thật sao?" Nghỉ đây nha mọi người. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.